Hello anh em, chào anh em đã đến với channel mình. Này có công ty này đang tuyển nè bạn. Công ty là công ty King Win nha bạn, công ty Cầu Gió. Đó, công ty này công ty King Win nè. Đó. À. Công ty Cầu Gió. Đây, đường DT73 Bình Phước A, không? Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. Đó. Có tuyển dụng nhu cầu sản xuất công ty vị trí như sau: lao động phổ thông 30 nam và 50 nữ, văn phòng 1 nữ, trình độ 12/12, biết vi tính, trợ lý giám đốc xưởng 1 nữ, biết tiếng Hoa nam. Nộp hồ sơ phỏng vấn trực tiếp tại phòng bảo vệ. Đó, bạn nào cần nhu cầu thì hãy lại công ty King Win nè các bạn, công ty Hòa Gió này nha, công ty này lương rất là cao, bạn hãy nào cần việc thì hãy lại vào đây nha bạn, đây công ty King Win nè bạn, này đây đường Bình Chuẩn nha bạn, đó không đối diện cái sân nè, cái sân Hồ Vũ ngay từ Bình Chuẩn về lại không, rồi công ty Trường Anh Vi. Hai tên đường nha bạn, đó 478/5 đường nhà Chu Văn An, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Báo tuyển mở rộng sản xuất công ty Trường Anh Vi. Công ty này tuyển 18-35, vị trí như sau: công nhân, nhân sự, văn phòng, theo dõi đơn hàng, kế toán, văn văn, cái gì, nhân viên đi gặp, bỏ, nhân viên gặp chắc công ty mai à, bác sĩ, bác trì kỹ thuật, mẫu, mai mẫu, tổ trưởng truyền, nhân viên thống kê, thợ cắt, mai mặt, tuyển liên tục, số lượng không giới hạn, công ty ủi hoàn thành việc 1, 2, 3 phải có kinh nghiệm, 1, 2, 3 phải có kinh nghiệm à, đó là lương thỏa thuận, vị trí 4, 5 công nhân mai kiểm hàng ủi liên tục. Bình quân là 6 triệu gửi đến 9 triệu một tháng. Nhận hồ sơ là phỏng vấn mỗi ngày tại công ty. Đặc biệt phỏng vấn đậu sẽ đi làm ngay. Công ty còn có các phúc lợi như sau: tiền chuyên cần đi lại, nhà ở thêm. Đó, bạn này anh em có cần thì liên hệ nha các bạn. Đó, có số điện thoại rồi nè. Đó, à, số điện thoại bên góc bên phải phía dưới các bạn. Đó, bạn liên hệ ở đây công ty ha. Không, đây là bạn công ty, ở phía sau công ty các bạn. Cái đường này đông. Cái đường này nên mình quay cái đường này các bạn. Hay có công ty này trong vi xếp đường Hữu Nghị nha các bạn. Đó. Có tiện nè. Thưởng lương tháng 13 hàng năm hấp dẫn, tăng ca theo lương thị trường. Các quyền lợi tốt hơn luật pháp. Luật lao động về ngày phép nghỉ bệnh hưởng có hưởng lương. Nhà 18 ngày trên năm, chế độ chăm sóc sức khỏe công nhân, nhân viên và người thân, các hoạt động gắn kết nhân viên được tổ chức thường xuyên, môi trường làm việc chuyên nghiệp, máy móc nghệ công nghệ hiện đại, phát triển nền tảng
vận hành, duy truyền sản xuất công nghệ theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, chất lượng, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trung học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí chế tạo điện tử chuyên nghiệp, để từng làm trong môi trường, đã từng làm trong môi trường nhà máy, nhanh nhẹn nhiệt tình quá, bao gồm 8 tiếng, bao gồm ca sáng là này đi 3 ca mà đó. Bạn nào muốn làm cái này là công ty thép, bạn nào muốn làm thì vô đây nha. Có số điện thoại cho anh nha bạn. Đây là khu V-Ship nha bạn. Đây là khu V-Ship Việt Nam Singapore. Có tiễn nè. Đó, bạn cần thì và liên hệ nha bạn. Tiễn nhân viên vận hành 10 người, 2 người nhân viên VC, 4 người nhân viên bảo trì điện. Công ty Maker ở đường 216 xẹt 5 KB4 An Phú, Thuận Giao, Bình Dương. Số điện thoại 02743 7100 45. Đây, công ty này có tiễn nha bạn. Đây, thu nhập 4.8 đến 5.2 hàng tháng, chưa cộng tiền phụ cấp, lương tăng ca và được công ty bao cơm. Đó, không tiễn 200 lao động nha bạn, nam nữ tuổi 18 trở lên, hồ sơ xin yếu lý lịch, sơ yếu lý lịch là đầy đủ nha bạn. Có xác minh cơ quan thẩm quyền không quá 6 tháng. Tiếp nhận tại phòng nhân sự, ứng viên được phỏng vấn phải mang theo giấy chứng minh bản chính để đối chiếu. Đó, các bạn ấy liên hệ nha bạn. Đó, liên hệ ở đây nha. Ở đây là đường cao tốc nha bạn. Đây, công ty này đi gõ các bạn. Đó, nó tiện 20 người, trà nhám mà đóng gói sơn, ưu tiên có tay ngày. Đó, thấy không? Đây, quay đường cho các bạn xem. Đó, đây là đường giao cao tốc nha bạn. Đó, này công ty này có tuyển nè bạn, báo tuyển dụng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất mũ bảo hiểm. Đồ công ty này sản xuất mũ bảo hiểm nè, nhu cầu mở rộng rộng sản xuất. Chúng tôi cần tuyển vị trí như sau: công nhân nam nữ phổ thông, 2 công nhân có tay nghề, 3 nhân viên văn phòng. Yêu cầu 1, 3, 1, vị trí 1, học lực 12/2, đào tạo tiếng Việt. Thành thạo tiếng Việt là sao? Học lực 12/2, thành thạo tiếng Việt. Siêng năng là người Việt đó.
thành thạo tiếng Việt là sao? Siêng năng chịu khó, phối hợp tăng ca, có tăng ca là kia tăng ca, có tay nghề nghe nói viết thành thạo tiếng Việt, nói chung là biết chữ đó. Nhân viên văn phòng tốt nghiệp cao đẳng và đại học, nói nghe tiếng Trung được tốt, ứng dụng sẽ lý lịch đầy đủ, chứng minh nhân dân, ô tô khỏe, thời gian là bắt đầu 8 giờ đến 50 triệu đủ. 8 giờ 5 giờ 5 giờ 8 tiếng